Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha. Đến nhà vườn của anh Toàn có một số hoa giấy, một số bông trang tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào anh Toàn. Dạ, chào anh Pháp, chào tất cả bà con đang xem kênh Pháp Thái TV ạ. Thì trước tiên em cảm ơn bà con đã ủng hộ những clip vừa qua. Thì hôm nay em có lên một số hoa giấy và hoa trang để giao lưu cùng cô chú. Địa chỉ của em là ở 3 xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 0966705151, là số giao lưu luôn ạ. Em lên mã số đầu tiên, mã số 1 ha, là cây trang sen trồng chậu ống ha. Dạ, cây chiều cao là 35. Dạ, tán ngang nó 30. Dạ, sổ đế của nó là 15. Quỳnh đôi chỗ vị trí này là 14 ạ. Dạ, mã số 1 này có giá là 250.000 ạ. Trang sen Nhật của anh chị em, hàng thành phẩm á ha. Dạ. Cái thêm mã thứ hai là cái trang thái đỏ à. Cây này nó có bông búp. Dạ, cây chiều cao là 24. Dạ, tán ngang nó là 25. Dạ, hoành đo vị trí chỗ này là 17 ạ. À. Trang thái đỏ à. Mã số 2. Mã số 2 này cái giá là 200.000 ạ. À. Dạ, tiếp theo mã số 3, cái trang sen Nhật nữa. Dạ, cây chiều cao là 35. Dạ, tán ngang nó là 25. Dạ, sổ đế của nó là 15. Mình đo vị trí chỗ này là 11 ạ. Dạ, mã số 3 này cái giá là 250.000 ạ. Dạ, theo mã số 4, cây thái đỏ ạ. Dạ, cây chiều cao là 35. Dạ, tán ngang nó là 25. Quanh đôi vị trí chỗ này là 14 ạ. À. Dạ, mã số 4 này có giá là 180.000 ạ. À. Dạ, tiếp theo mã số 5 là trang thái vàng ạ. À. Dạ, cây chiều cao là 30. Dạ, tán ngang 30. Dạ, quanh đôi vị trí chỗ này là 18. Dạ, mã số 5 này có giá là 200.000 ạ. À. Cái trang thái vàng ạ. À. Em theo mã số 6. Cái trang thái đỏ ạ. À. Cây này về Tết của anh chị em. Dạ. Cây chiều cao là 20. Dạ, tán ngang nó 25. Cứng búp ở trần. Dạ, hoành vị trí chỗ này là 19 đó. Dạ, mã số 6 này giá là 200.000 ạ. À. Dạ, theo mã số 7. Cây Mỹ Cam ạ. À. Yep, vàng nói chung ạ. À. Hai màu anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 70. Dạ, tán ngang nó là 65. Dạ, thoát thân của nó là 20. Mình đối với chỗ này là 8 ạ. À. Dạ, mã số 7 này có giá là 180.000 ạ. À. Dạ, tiếp theo. Mã số 8 gồm 2 cây khủng hoàng vàng ạ. À. Một cặp của anh chị em. Một cặp. Cây trồng chậu từ nhỏ đang full búp. Dạ, cây bên đây là chiều cao là 70. Cây bên đây là cao là 55. Rồi tán ngang cây bên đây thì 40. Cây bên đây cũng là 45. Cây rất đẹp luôn. Dạ, cây bên đây thoát thân của nó là 40. Cây hoành của nó là 4 ạ. À. Dạ, mã số 8 gồm 2 cây này có giá là 250.000 ạ. À. Dạ, tiếp theo mã số 9. Cây vàng sọc Tiền Giang đời đầu ạ. À. Cây đang hoa và búp luôn anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 1m1. Dạ, tán ngang nó là 75. Dạ, thoát thân của nó là 50. Dạ, hoành của nó là 7 ạ. À. Dạ, mã số 9 này có giá là 180.000 ạ. À. Dạ, tiếp theo mã số 10 cũng là vàng sọc Tiền Giang đời đầu luôn ạ. À. Cây một cốt và đang phun bông.
Dạ, cây chiều cao là 1m1. Dạ, tán ngang nữa là 55. Dạ, thoát thân của nó là 55. Dạ, hoành của nó là 6. Dạ, mã số 10 này có giá là 180.000 ạ. Dạ, theo mã số 11, cây Mỹ Cam ạ. Cây già cây quý anh chị em. Sữa thân lắc à. Dạ, cái này là ghép vàng thập Tiền Giang. Dạ, cây chiều cao là 1m2. Dạ, tán ngang nó là 80. Này Mỹ Cam cũng đỏ nha quý anh chị em, hoa rất đậm à. Dạ, thoát thân của nó là 75. Mình đo chỗ vị trí này là 11. Quay ngay dưới này là 17 ạ. Bò dưới này là vàng sọc đời đầu Tiền Giang nha quý anh chị em. Dạ. Hai màu. Dạ. Dạ, mã số 11 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 12. Cái vàng sọc Tiền Giang đời đầu nữa. Dạ, cây chiều cao là 1m. Dạ, tán ngang của nó là 65. Dạ, thoát thân của nó là 40. Dạ, hoành của nó là 7 ạ. Dạ, mã số 12 này có giá là 180.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 13. Một cái vàng Dubai ạ. Vàng Dubai chân cam quý anh chị em. Dạ. Rồi, cái chiều cao là 1m2. Dạ, tán ngang của nó là 80. Dạ, thoát thân của nó là 68. Dạ, hoành đo vị trí chỗ này là 9 à. Dạ, mã số 13 này có giá là 200.000 ạ. Dạ, xem mã số 14. Một cái vàng sọc Tiền Giang đời đầu ạ. Dạ, cây chiều cao là 1m. Dạ, tán ngang nó là 90. Dạ, thoát thân của nó là 30. Mình vị trí chỗ này là 8 ạ. Dạ, mã số 14 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 15. Ok, tiểu Ấn Độ ạ. Rồi giấy ạ. Mà rất đậm luôn chị em. Dạ, cây chiều cao là 95. Dạ, tán ngang nó là 65. Cây một cốt à. Dạ. Mình đo chiếc chỗ này là 14. Dạ, mã số 15 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, đến theo mã số 16. Dạ, cây này ghép 4 màu ạ, à, lá cam thạch ạ. À. Dạ, cây chiều cao là 50. Dạ, tán ngang nó 60. Mình đo vị trí chỗ này là 21. Gồm có rinh bắc của anh chị em, cam thạch tím, siêu bông, đỏ lửa lá cam thạch. 4 màu ạ. Dạ, mã số 16 này giá là 350.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 17. Cây okay, Adana. Adana đổi màu một cốt anh chị em. Dòng này cánh hoa to và đổi màu rất là đẹp à. Màu hoa rất là sáng à. Dạ, cây chiều cao là 1m2. Dạ, tán ngang nó 90. Dạ, hoành đo vị trí chỗ này là 25. Dạ, mã số 17 này có giá là 500.000 ạ. À.
cây một cốt phơm tròn rất là đẹp luôn, đang rực hoa. Dạ, tiếp theo mã số 18. Đây, cây này ghép 5 màu lá cam thạch ạ. Dạ, cây chiều cao là 60. Dạ, tán ngang nó 60. Dạ, cây mình đo vị trí chỗ này là 22 ạ. Còn có tím tiết lá cam thạch của anh chị em. Thạch tiếp siêu bông. Rinh bắc. Hoặc mua xa. Cam thạch cam cầu vòng. Dạ. Rồi, 5 dòng. Dạ, mã số 18 này có giá là 380.000 ạ. Dạ, mã số 19. Cây tiểu Ấn Độ ghép gốc giấy ta. Dạ, cây chiều cao là 1m1. Dạ, tán ngang đó là 65. Dạ, hoành đôi vị trí chỗ này là 12 ạ. Dạ, mã số 19 này có giá là 220.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 20. Cái ghép 5 màu lá cam thạch đó. Dạ, cây chiều cao á là 50. Dạ, tán ngang nó là 50. Mình nói chỉ chỗ này là 15 ạ. Cam thạch cam cầu vòng. Cam thạch vàng. Cam thạch tím siêu bông. Tím tiết lá cam thạch. Bu neo nó là 5. Dạ, mã số 20 này có giá là 350.000 đúng không? Dạ, tiếp theo mã số 21. Cái này cũng là ghép 5 màu lá cam thạch đúng không? Dạ, cây chiều cao là 65. Dạ, tán ngang nó là 50. Mình đo chỗ vị trí này là 17. Dạ, nào tiger. Cam thạch cam. Cam thạch tím siêu bông. Tím lụa. Dạ. Cam thạch đỏ lửa. Cam thạch đỏ lửa. Dạ, mã số 21 này có giá là 350.000 ạ. Dạ, theo mã số 22, cây dưa hấu lá cam thạch ạ. Dạ, cây chiều cao là 55. Dạ, tán ngang nó 60. Dạ, quanh vị trí này là 14. Dạ, mã số 22 này giá là 180.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 23. Dạ, cây này ghép 5 màu lá cam thạch nữa. Dạ, cây chiều cao là 50. Dạ, tán ngang của nó là 60. Dạ, quanh đôi vị trí chỗ này là 16. Ghép 5 màu ạ. À. Đỏ lửa. Cẩm thạch cam cầu vòng. Cẩm thạch hồng. Cẩm thạch hồng, cẩm thạch tím tiết đó, cẩm thạch. Cẩm thạch cam nữa. Dạ, mã số 23 này cái giá là 350.000 ạ. À. Dạ, tiếp theo mã số 24. Cái này vẫn là ghép 5 màu lá cẩm thạch ạ. À. Dạ, cây chiều cao là 50. Dạ, tán ngang nữa là 50 luôn ạ. Mình đo chỗ vị trí này là 17 ạ. Cam thạch đỏ lửa. Cam thạch cam. Xin bò lát. Cam thạch tím siêu bông. Cam thạch tím siêu bông. Cam thạch đỏ lửa. Cam thạch đỏ lửa đang lên bông của anh chị em. Còn một số dòng nó chưa lên. Nói chung là mình tính những mặt bông đi. Dạ, mã số 24 này có giá là 350.000 ạ. Ghép 5 màu ạ. Tiếp theo mã số 25. Mình ghép 3 màu ạ. Dạ, cây chiều cao là 70. Dạ, tán ngang của nó là 60. Dạ, mình đo vị trí chỗ này là 14.
Dạ mã số. À, cái này là Chicham Online, Nebo với cũng cả thạch cam ạ. À, ba màu ạ. À. Mã số 25 nữa giá là 350.000đ ạ. À. Dạ tiếp theo mã số 26 cũng là mã của clip và cây này ghép cũng 5 màu lá công thạch luôn ạ. À. Dạ cây chiều cao là 55. Dạ tán ngang nó là 50. Dạ quanh vị trí chỗ này là 17. Gồm có Singapore lát, cẩm thạch cam cầu dòng, cẩm thạch tím siêu bông, tím lụa, cẩm thạch cam ạ. À. Dạ mã số 26 này cái giá là 350.000đ ạ. À. Dạ cũng cảm ơn bà con đã xem clip, mong bà con xem ủng hộ ạ. À. Rồi hôm nay một số mẫu đại diện cho quý cô chú anh chị em mình xem lựa chọn ha. À, ngoài những cây trên clip thì trong vườn còn số lượng quý anh chị em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp nha. Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em và hẹn gặp lại vào clip tiếp theo nha.